Hạnh phúc mỗi ngày là được tận hưởng cuộc sống tiện nghi với Eurolife, sang trọng và tinh tế, chất lượng vượt trội với vật liệu an toàn cho sức khỏe cùng công nghệ mạ 3 lớp tiên tiến. Eurolife tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, bảo hành lên tới 5 năm. Eurolife, cuộc sống châu Âu cho ngôi nhà Việt.速排排水阀特有三条控水功能，精准控水，聚能速排排速高达50每秒。
马桶在长期使用过程中，过滤网容易被水中的杂质堵塞，导致进水阀不进水，水箱上水越来越慢。顶中宝进水阀过滤网设计在进水阀顶部，采用直面过滤设计原理，过滤网无需拆解，具有自清洁功能，不易沾污，不易堵塞，极易清洗，大大减少了用户清洗次数。当用户拆洗时，只需打开水箱盖，轻轻旋开自动提拉开关，便可轻松将过滤网旋出清洗。顶中宝首创的螺纹自锁技术，安装过滤网时具有自动提示功能，咔嗒一声安装到位。传统进水阀杠杆浮筒容易被水箱壁、水箱盖碰到，导致进水阀不能正常工作。顶中宝进水阀全方位防护设计，安装无死角，即使狭窄水箱安装后也能正常工作。直排耐污顶过滤，顶中宝势必引领行业步进顶过滤时代。Eurolife, 国生châu Âu cho ngôi nhà Việt. Xin chào các bạn, hôm nay Eurolife xin giới thiệu tới các bạn bộ xả bồn cầu TF8218 của Eurolife nha các bạn. Đây là dòng sản phẩm được làm từ chất liệu nhựa ABS và có cái lực xả rất là tốt, với thiết kế đặc biệt với cột nước vào đi kèm với bộ lọc. Và bây giờ chúng ta cùng xem chi tiết sản phẩm này. Đầu tiên chúng ta sẽ xem về phần bộ lọc trước nha. Bộ lọc và cột lọc cột nước vào phao của bộ xả bồn cầu này. Rồi, đây là bộ xả cột nước vào nha các bạn, cột nước vào và phao nước. Thì sản phẩm bộ xả bồn cầu của Eurolife từ cuối năm 2023 chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn về cái thiết kế của sản phẩm. Toàn bộ các cái cột nước vào và phao nước này của Eurolife được thiết kế với một bộ lọc nước ở phía bên trên nha các bạn, bộ lọc nước ở phía bên trên. Chúng ta sẽ thấy là bộ lọc nước được thiết kế với nút xoay để mở ra, và chúng ta sẽ thấy ở đây có chữ tiếng Anh là open và close, thì chúng ta mở ra theo hướng của mũi tên mở nha. Chúng ta chỉ việc xoay ra thôi. Chúng ta có thể dùng tua vít nhưng mà cái này thì khá là dễ mở. Chúng ta chỉ việc xoay và rút ra thôi. Các bạn sẽ thấy là đây là lõi lọc nước. Thì lõi lọc nước này sẽ xử lý được rất là nhiều vấn đề đối với nguồn nước cấp vào, thì chúng ta sẽ giảm thiểu được rác này, rồi vi khuẩn ở trong két nước, đó giúp nước sạch hơn và tránh bị ố vàng khi chúng ta sử dụng. Thì khi sử dụng một thời gian, chúng ta có thể tháo ra và dùng vòi xịt vệ sinh ở phía bên ngoài đi cho sạch, và chúng ta lắp đặt vào. Thì phần lắp đặt rất là dễ, chúng ta chỉ việc cho vào thôi và xoáy lại, chúng ta vặn chặt lại là được rồi, đúng không ạ? Đó, khi chúng ta vặn nó vào khớp là đã hoàn thành rồi nha các bạn. Đây, về thiết kế của phao này thì chúng ta sẽ có cái cột, đây là cột mức nước để chúng ta cấp nước vào phía trong bồn. Ở đây chúng tôi đang để ở mực nước là 6 lít, tuy nhiên chúng ta có thể điều chỉnh thành 4 lít hoặc 5 lít, đó là tùy từng nhu cầu sử dụng thì chúng ta có thể điều chỉnh như sau. Ở đây có một cái khóa, chúng ta nhìn thấy là open. Thì chúng ta chỉ việc nhấn khóa này ra thôi, và chúng ta điều chỉnh cái mực này. Đó, ví dụ như đây là chúng ta sẽ điều chỉnh 5 lít, 4 lít, 3 lít, 2 lít, 1 lít, đúng không ạ? Và đây, khi mà chúng ta điều chỉnh được theo ý muốn rồi. Đây, ví dụ như đây là tôi đang để ở mức 6 lít, đúng không ạ? Đây, 6 lít. Và trên thân này nó sẽ có dòng số tương tự nha các bạn, 6 lít, 7 lít. Đó. Khi điều chỉnh xong thì chúng ta chỉ việc nhấn lại thôi, khóa lại. Đó. Thì đó là phần điều chỉnh phao nha. Khi nước ở trong két nước của các bạn thấp quá thì chúng ta điều chỉnh phao theo cách đó. Và cọc phao này cũng có thể kéo dài và thu ngắn bằng cách là chúng ta mở khóa ở đây. Ở đây có một khóa, chúng ta nhấn đồng thời
Đó, nó sẽ ra. Và chúng ta chỉ việc xoay nhẹ ra thôi, theo cái trục ở phía trên này, rồi chúng ta kéo ra nha. Đó, thì tôi sẽ đo thử cái phần. Đây, khi mà chúng ta kéo dài ra thì chúng ta xoay ngược lại và chúng ta nhấn khóa. Đó, và tôi sẽ đo cái phần dài nhất của cái cọc này. Tôi chỉ đo từ phía đáy thôi nha các bạn. Đấy, bởi vì đây là phần tiếp giáp giữa đáy bồn và phao. Nó sẽ chiều dài của nó là 24 cm nha các bạn. Đó là chiều dài nhất. Và điều chỉnh ở mức ngắn nhất. Đây, chúng ta lưu ý nhé, khi mà chúng ta nhấn vào, chúng ta phải xoay vào khớp như thế này thì chúng ta mới đóng được khóa. Đó, thì phần ngắn nhất của nó sẽ là 19 cm nha các bạn. Đó, 19 cm. Đó. Và chúng ta lưu ý là độ dài của cái cột phao này nó phụ thuộc vào cái trục, cái cột xả nha các bạn. Đó, cột xả chúng ta dài bao nhiêu thì chúng ta điều chỉnh cái cột phao này theo mức độ đó. Đó, chúng ta nhấn lại. Và phía dưới này là đầu cấp nước vào với ren 21 nha các bạn. Đó, chúng ta tháo ra và chúng ta chỉ việc lắp đặt vào với cái lỗ chờ sẵn ở phía bên trong két nước của bồn cầu thôi, và chúng ta siết chặt lại. Đó. Chất liệu của sản phẩm này được làm từ nhựa ABS nha các bạn. Đây, và chúng ta sẽ thấy là sản phẩm đạt rất là nhiều chứng chỉ. Đó, như UPPC, CE. Đó, là những cái chứng chỉ rất là quan trọng khi mà sản phẩm được đưa vào thị trường châu Âu hay là thị trường Mỹ. Đó. Rồi, đây là cọc cấp nước nha các bạn. Rồi, và chúng ta cùng xem đến phần cột xả, xem thiết kế cột xả như thế nào nha các bạn. Rồi, chúng ta cùng xem đến phần cái xả nhấn, cái cột xả của bộ xả này nhé. Chúng ta sẽ cùng thấy là cái bộ xả này có kích thước rất là thấp, đó, lớn. Và chúng ta sẽ cùng xem chi tiết cái kích thước của cái sản phẩm này. Chúng ta sẽ thấy là bộ xả này có chiều cao chỉ có 16 cm từ đáy thôi. Đó, và phần đế và phần thân này, cái đường kính của thân, đây, đường kính của thân là 95 mm nha các bạn. Đó, và chúng ta sẽ xem cái đường kính đế này, đường kính đế của bộ xả này. Cái này rất là quan trọng khi chúng ta thay thế lắp đặt cho sản phẩm á, thì chúng ta cùng phải xem cái phần đế này có vừa hay không. Đây, đế này chúng ta thấy là 81 nha các bạn. Và phần đế lớn ở ngoài cùng, phần đế lớn ngoài cùng nha. Đây, chúng ta sẽ thấy nó là 108 mm nha các bạn. Đó. Và về phần thiết kế của bộ xả này như thế nào thì chúng ta cùng xem chi tiết. Thứ nhất là bộ xả sẽ bao gồm 2 lút nhấn, 1 lút 3 lít và 1 lít 6 lít. Đó. Phía trên thân này sẽ là cái bộ điều chỉnh của mực nước 3 lít. Chúng ta có thể điều chỉnh ở mức max là 3 lít, 2 là min. Thì chúng ta sẽ tùy chỉnh, chúng ta muốn xả ít hơn thì chúng ta đẩy van này lên bằng cách nhấn nút này và đẩy lên thôi nha các bạn. Đó. Và đây là điều chỉnh cái mực nước của phần 6 lít. Đây, chúng tôi đang để ở mức 6 lít là max, còn chúng ta có thể điều chỉnh tùy vào mức độ sử dụng. Chúng ta có thể điều chỉnh đẩy phần này lên nha các bạn, ở phần min nhỏ hơn. Đấy. Phần cọc này thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh được nha các bạn, có thể kéo dài ra. Đó. Và hạ thấp xuống rồi xoay lại. Đó. Rồi, về phần chất liệu thì cái cột xả này được làm từ chất liệu nhựa ABS nha các bạn, với đầy đủ chứng chỉ như chứng chỉ CE của châu Âu và UPC. Đó. Hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn của Mỹ nha các bạn. Đó. Và khi chúng ta lắp đặt đó, thì chúng ta có thể tháo cái phần trên này ra. Đó. Chúng ta thấy kết cấu của phần này với giòn cao su rất là kín nước. Đó, chúng ta khi chúng ta nhấn xả, các bạn thấy là nhấn xả rất là nhẹ nhàng, lực nhấn cực kỳ là nhẹ nha các bạn.
rất là nhẹ. Đó. Và phần đáy này chúng ta sẽ thấy là sản phẩm đi kèm một ốc vít với chất liệu là inox 304 nha các bạn. Đấy, chúng ta có thể tháo ra để chúng ta lắp đặt. Thì tôi sẽ tháo thử để các bạn thấy. Đây, chúng ta dùng một tu vít, đó, chúng ta có thể dùng máy để mở ra. Đây, các bạn sẽ thấy là phần đế này, ô xả này được thiết kế với một bát vặn bằng inox 304, ốc trong bằng đồng nha các bạn. Phần ren á, phần ren kết nối đây là bằng đồng, chúng ta thấy rất là chắc chắn đúng không ạ? Ốc inox 304. Đó. Phía trong này được cài một bát cũng bằng inox. Đây, và đây là gioăng cao su nha các bạn. Gioăng cao su này có tác dụng là tránh rò rỉ xuống phía dưới đáy của bồn cầu. Giờ chúng ta đo lại ở đây thì chúng ta sẽ thấy nó chính xác hơn này. Phần đế là 81 nha các bạn. Đó, phần đế lớn hơn ở phía trên. Đây, chúng ta sẽ thấy là nó là 101 nha. Đó, 101 mm. Thì chúng ta thấy là đây là cái phần đế. Và khi các bạn lắp đặt á, thì các bạn lưu ý là cái lỗ của lắp cho bộ xẻ này á, nó phải phù hợp với kích thước của cái đế này. Cái đế này có kích thước từ 81 đến 101 thì chúng ta trong cái khoảng lỗ chờ như thế chúng ta hoàn toàn có thể lắp được nha các bạn. Đó. Và cái bộ xẻ này á thì nó dành cho cái bồn cầu có két nước lùn nha các bạn, tức là két nước thấp. Đó, bởi vì chiều dài của nó rất là hạn chế. Đó. Khi lắp đặt xong thì chúng ta chỉ việc lắp đặt xoay lại thôi. Đó, rất là đơn giản đúng không ạ? Đó, rất là đơn giản. Rồi, tổng thể bộ sản phẩm này sẽ là như vậy nha các bạn. Khi lắp đặt xong thì phần ống bù nước này sẽ cấp vào đây. Đó, để cho chúng ta sử dụng. Đó, khi lắp đặt thì một bộ hoàn chỉnh nó sẽ như vậy nha các bạn. Đó, sẽ như vậy. Đó, thì đây là bộ xả bồn cầu với kích thước thấp dùng cho các cái bồn cầu có két nước lùn để lắp đặt sử dụng. Thì chúng ta thấy là bộ sản phẩm này hoàn toàn có thể lắp cho tất cả các loại bồn cầu khác nhau phù hợp với kích thước này. Chúng ta khi thay thế thì chúng ta cần xem kỹ cái kích thước của bồn cầu cũ như thế nào để chúng ta lắp đặt cho phù hợp nhé. Và sau đây thì chúng ta cùng xem chi tiết sản phẩm này được lắp đặt thực tế với bồn cầu nó như thế nào nhé. Rồi chúng ta xem thực tế lắp đặt của bộ xả 8218 nha, TF8218. Thì đây là bộ xả đã được lắp đặt vào trong két nước của bồn cầu rồi. Chúng ta lưu ý nhé, cái bộ xả này chỉ dành cho những cái sản phẩm có két lùn như vậy. Đó, có thể cao hơn. Đó, chúng ta có thể điều chỉnh cái phần cọc xả này dài ra để chúng ta có thể nhấn được. Đó. Và chúng ta thấy này, đây là cọc phao cấp nước vô. Và đây là đây. Chúng ta thấy là chúng ta lắp đặt như vậy. Đó. Và chúng ta chỉ việc xoáy này vào thôi. Và chúng ta lưu ý nha, chúng ta phần điều chỉnh á thì chúng ta điều chỉnh chính xác cái cọc 3 lít và cọc 6 lít. Đó, sao cho phù hợp trùng với cái nút nhấn ở phía trên nha các bạn. Đó, bởi vì cái ống xả này chúng ta có thể xoay được, vì vậy chúng ta có thể điều chỉnh được. Đó. Ví dụ như là ở phía trên này các bạn sẽ thấy là đây là nút xả 6 lít, đây là nút xả 3 lít thì chúng ta điều chỉnh đúng vị trí là được rồi. Và sau đây thì chúng ta cùng xem thực tế nước được test khi mà lắp bộ xả này như thế nào nhé. Và đây là bộ xả của 8218. Chúng ta cùng xem là bộ xả này có tốc độ xả như thế nào nhé. Để tôi nhấn 3 lít để các bạn coi. Đúng không? Xả rất là mạnh. Đó là xả 3 lít. Và chúng ta xả 6 lít nha.
Đây, nước cấp vào. Nước cấp vào rất là nhanh. Bộ xà lan thì chúng ta lưu ý nhé, ở đây là chúng ta thấy có bọt là bởi vì chúng tôi thả cục mà nước rửa bồn cầu á vào trong, thế nên nó sẽ có bọt ở đây. Đó, điều này hoàn toàn bình thường. Các bạn thấy là tốc độ cấp nước vào rất là nhanh, đúng không ạ? 3 lít chỉ trong còn có mấy giây thôi. Và chúng ta xả lút 6 lít. Rất là mạnh. Rồi, khi quan tâm đến bộ xả của 8218 này, các bạn có thể truy cập website eurolife.com.vn vào mục bồn cầu sứ và phụ kiện để chúng ta tìm mua sản phẩm này nhé. Hoặc các bạn có thể gọi tới số 0888190901 để được đặt hàng trực tiếp từ Eurolife Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo. Eurolife, cuộc sống châu Âu cho ngôi nhà Việt.